có biết, thói quen lướt YouTube và xem các video thú vị cũng có thể giúp bạn nâng trình tiếng Anh. Hãy dành ra 2 phút để tìm hiểu 4 bước học tiếng Anh hiệu quả qua video YouTube với ứng dụng Enjoy English. Bước 1. Kết nối video YouTube với Enjoy App. Bạn hãy vào mục YouTube Connect, tìm video YouTube bạn yêu thích, rồi chọn kết nối với Enjoy. Hãy thử trải nghiệm với một video tin tức thời sự về virus Corona và Trump nhé. Bước 2. Xem video. Bạn hãy xem để hiểu được nội dung của video nhé. Đừng quên tra từ và lưu những từ vựng quan trọng để ôn tập bạn nhé. Bước 3. Xem và học từ đoạn trích hay nhất. Qua bước thứ 2, bạn hãy chọn ra một đoạn bạn thích nhất hoặc một đoạn mà bạn muốn học. Với Enjoy, bạn có thể cắt riêng các đoạn phim ngắn ra để học với tính năng cắt clip. Nhớ là mỗi đoạn không nên dài quá 3 phút để tăng khả năng tập trung và dễ dàng luyện tập. Bước 4. Chơi game. Luyện nghe, nói chủ động với đoạn trích. Game Active Listening. Bạn luyện nghe không có phụ đề, nhại theo đoạn phim và đối chiếu với phụ đề gốc. Game Quiz. Bạn sẽ luyện khả năng nghe và hình thành câu bằng cách sắp xếp các từ thành câu thoại hoàn chỉnh. Game Shadow. Bạn nghe và nhại lại. Công nghệ nhận diện giọng nói của Enjoy sẽ đánh giá bạn phát âm lại đúng hay chưa. Game Write. Nghe chép chính tả. Game này giúp bạn nhớ mặt từ và luyện cách sử dụng từ. Và cuối cùng là Roleplay. Game nhập vai, cho phép bạn lồng tiếng cho video, bắt chước theo ngữ điệu lẫn biểu cảm của nhân vật. Đây là một cách rất hiệu quả để bạn luyện nói cho giống với người bản xứ đấy. Ngoài ra, để nâng cao vốn từ vựng, bạn đừng quên ôn tập lại từ vựng hàng ngày. Bạn hãy vào phần Game Center, chọn Play Now. Enjoy sẽ nhắc bạn ôn tập từ và cụm từ bạn sắp quên nhờ thuật toán lặp lại ngắt quãng. Đây là phương pháp giúp bạn ghi nhớ từ vựng lâu dài và ít tốn công sức nhất. Hơn 300.000 người dùng đang học tiếng Anh theo cách này, còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa có Enjoy, hãy tải ngay ứng dụng Enjoy English về điện thoại và luyện tập ngay thôi.